cổ động viên đã tràn vào khu vực của đội tuyển Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận đấu giữa hai đội Xã Thành Mỹ trong trang phục áo xanh và thị trấn Vân Du trong trang phục áo đỏ. Đây là lượt thứ hai vòng bảng trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết giải bóng truyền Xã Long Trạm huyện Thạch Thành Thanh Hóa năm 2020. Hai đội sẽ thi đấu với thể lực 3 tháng 2. Khu vực trọng tài chính thì các đội viên ngồi được ở đây. Nổi bật lên Xã Thành Mỹ. Áo đó là Trần Xuân Thành, không ngồi sát bên thế không được anh rồi. Trưởng thôn Mạnh Hà Tĩnh và Văn Thành cũng là đồng đội của Đức Hành tại Hà Tĩnh. Còn bên kia trong trang phục áo đỏ đội Vân Du và đội Thành Mỹ. Hai ngoại hình đó là Thành Đen, trang phục áo đỏ quần đen từ Thành Thuận. Đội Thành Mỹ đang cùng áo xanh quần đen trong trận chiến tiếp theo. Các bạn cho anh ông Nguyễn Văn Đình anh thân chưa giới thiệu phải đấu cho đội Vân Du và đội Thành Mỹ ở vòng bảng tại đây tập 12 người đã lên sân khấu. Chào bóng đá, chào Nguyễn Đại Quang, chào hai đội trưởng sắp bắt đầu bài để hai đội bắt tay nhau để chào. Theo dõi trận thi đấu giữa thị trấn Vân Du và Xã Thành Mỹ. Bên phía gần màn hình là Xã Thành Mỹ và bên phần bên kia sân là thị trấn Vân Du. Xin mời các đội viên ngồi bốn. Bây giờ là pha đá bóng của Trần Đức Hạnh. Thì hàng chắn của Vân Du đã bóng thành công, điểm đầu tiên 1-0 cho thị trấn Vân Du. Đội Vân Du phát bóng ngay truyền ra trước. Bóng ra ngoài. Vân Du 2-0 cho Vân Du. Không. Dứt điểm. Anh mới dùng cái sách này được không biết. Bây giờ là pha tấn công ghi điểm của Trần Đức Hạnh. Điểm bóng lúc này là 1-2. May quá, mượn cái tiếng nón của bà tuyệt vời. Không có bây giờ đấy. 3-1 cho Vân Du. Thì đội áo đỏ Vân Du ngoài Từ Thanh Thuận và Thạch Đen thì cũng có rất nhiều đội binh khá chất lượng như là Thân Gâu và Toàn Mỏ và các cầu thủ khác nữa. Rất kỳ lực. Rồi đến rồi. Thân Gâu hay là ai? Thân Gâu. Đây rồi là pha đá bóng của Thân Gâu. 5-1. Đó là đội đá sai cách biến. Đó là đội binh trưởng. Đó là những pha phát bóng tấn công uy lực của Từ Thanh Quân. Rất tốt, Từ Thanh Quân. Rất mạnh các bạn ạ. Rồi phản công đã đến. Thân Gâu hay là ai đây? Hay Thạch Đen biên ai? Lại là Thân Gâu. 5-1 cho Vân Du. Các bạn có biết
biết tại sao chuyền hai của Vân Du lại chuyển cho Thân Công không? Đó là chuyền hai của Vân Du biết được rằng Văn Thành đang theo chắn Thạch Ken ở biên hai. Chuyền cho Thân Công thì chỉ có những nội binh chắn Thân Công thôi sẽ rất hiệu quả. Anh để máy ngang em ơi. Chào 775 anh chị em đang xem. Vẫn là những bóng bóng tấn công của Tướng Thanh Thuận. Cố vấn Tôi lại đến. Ai đây? Lần này là Thạch Ken rồi. Thái chân rất khéo. Bóng trong sân. Rất khéo này. Điểm bóng của Thành Mỹ 26. Đội của Tư Thanh Duân và Thành Đen đang chưa nói lên điều gì cả. Rồi những tình huống của các bạn rất tốt. Mình rất tin tưởng vào Văn Thành các bạn nhé. Đó ngoài sân điểm 3-6 của Thành Đen. Rất tốt của Thành Đen. Chào Đông Giáo Chủ. Chào Lê Đức Anh. Chào các bạn khán giả nhé. Chào hơn 800 anh chị em đang xem. Bóng trong sân rất cao tầm của Thân Công. Và bóng đầy đủ và kỹ thuật. Đó là pha đá bóng của Thân Công. Và tỷ số là 7-3. Hiệu quả luôn. Điểm bóng này là 7-3. Đặc biệt là 4 điểm lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ thị trấn Vân Du. Số 16. Đường cho thầy muốn phải và thầy Mỹ đang đang bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu và tấn công bóng nhanh của toàn mỏ không thành công. Số rút ngắn còn 5-7. Đây là vòng chung kết giải
quân. Từ Thanh Tuấn. Ở đây các cầu thủ có thể nói là rất linh hoạt xử lý các pha bóng. 18 cho Vân Du. Một pha bóng nhỏ và rồi đó là bất ngờ các cầu thủ. Vân Du chơi rất hay. 18. Vân Du bóng ra ngoài. 11 cho Thành Tín. 11. Chuyển bóng lỗi kỹ thuật rồi và trọng tài đã xác định chuyển bóng lỗi kỹ thuật và điểm cho Vân Du 12-9. Đạt ơi, ngồi sang phải cho anh một tí ạ, ngồi em đến ngủ rồi. Đó rồi, à đây số 8 và phòng thủ tốt rồi. Vân Du rất linh hoạt trong xử lý pha bóng tiền lưới. 13-9 cho Vân Du. Cầu thủ Thành Mỹ chưa cảnh giác pha bóng nào. Với những cầu thủ chất lượng cao của Vân Du thì các đôi được tay và ném bóng vào chắn ra ngoài. Vân Du sẽ bóng ra ngoài điểm cho Thành Mỹ. 10-13. Và số 7 của Thành Mỹ có thể nói là đã tham gia rất nhiều buổi giải của câu chuyện cầu thủ chúng ta từ các đội bóng khác nhau. Thanh Thuận một pha tập bóng rất mạnh nhưng rất tiếc bóng đi ra ngoài. Điểm cho Thành Mỹ 11-13, khoảng cách còn 2 điểm thôi. 11-13 cho Thành Mỹ mọi người nhé. Thành Mỹ chắn bóng ra ngoài. Điểm cho Vân Du. Rồi là pha đá bóng của Thân Gâu. Các cầu thủ chuyên nghiệp, các cầu thủ chuyên nghiệp, cho nên việc xử lý trên bóng tiền lưới rất hay. Và tất cả chúng ta cần hoan hô vỗ tay những pha bóng mà các cầu thủ xử lý đẹp và một pha cứu bóng rất tốt. Và người của ta đó là pha tấn công của Văn Thành. Điểm cho Thành Mỹ 12-14. Điểm số lúc này là 12-14. Các cầu thủ Khánh Việt chỉ có là 2 điểm thôi. Điểm điểm đang thuộc về các cầu thủ thị trấn Vân Du. Số 16. Đó lại là tấn công chưa được. Văn Quang. Thạch Nhan. Đó rồi. Thân Câu tỷ số nâng lên là 17-13. Điểm số này đang là 17-13 các bạn nhé. Vừa rồi bà ra đòi đón mình đã mua được rồi, yên tâm rồi. Cần nốt trận này được chưa? Bóng tốt. Điểm số này 13-17. Bóng này là 14-17. Giáo thủ và thành phát bóng. Không qua lưới.
Tân Thành. 18-14. Vẫn còn, chính xác là vẫn còn. Thành Đen sẽ chuyển cho Thành Tuấn. Và để bóng chưa thành công. Văn Thành 3-3. Thành Đen không thành công. Rất nhanh trường. 15-18 cho Thành Mỹ. Điểm cho Thành Mỹ 15-18. Rồi đã đến phản công Đức Hải. Ai đây? Số 7 vẫn còn. Tiếp tục. Vẫn rất cố gắng để đứng chắn thành công. 16-18 và cách biệt được đội thắng còn 2 điểm thôi. Số 7 của Điển Vĩnh Sơn Hạng. Các bạn đang xem vòng chung kết giải bóng chuyền. Chào mừng chiến khu Ngọc Trang. Ngọc Trang tốt, Ngọc Trang tốt. Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa các bạn nhé. Đây là trận đấu giữa hai đội xã Thành Mỹ trong trang phục áo xanh gặp thị trấn Vân Du trong trang phục áo đỏ. Hiệp đấu đầu tiên, điểm số đang là 19-16. Thời điểm đang thuộc về các cầu thủ Vân Du. Đây là lượt thứ hai vòng bảng. 20-16 rồi. Thành Mỹ lại được nới rộng lên thành một điểm. Trận đấu đầu tiên giữa xã Thạch Sơn và Vân Du. 20-16. Đây là lượt thứ 3. Tiếp tục. Ai đây? Thành. Đó là pha tấn công 3-3 sau Văn Thành. Điểm cho Thành Mỹ 17-20. 17-20. Khi đã bóng chuyền không thử gì bằng đã không có chuyền 2 các bạn nhé. Nhưng mà thường đi kéo độ thì rất ít khi có được chuyền 2 thuận lợi. Chưa lúc nào giúp Thành rút còn 1 điểm. Và bóng này giúp Thành còn 1 điểm đi cho trận đấu hấp dẫn. Chào các anh chị em đang xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến với Văn Thanh, áo chủ rất là những pha có biên bốn. Dạ dạ rồi, thấy nào? Đây đây, thấy không? tiếp tục thi đấu thứ hai. Chúng tôi chờ chúng ta lại đánh làm gì?